Yeah. 247 introducing with Dialog and Netai on the mic. Yeah. Let's go. Nghe nói đầu tháng 6 vòng loại World Cup bắt đầu à? Lại chuẩn bị đến lúc ngôi sao vàng sẽ khắp cả châu Á. Với chiến thuật thầy Park từ đơn giản cho đến sâu xa, thủ kín kẽ cho tấn công sắc bén chưa bao giờ là cầu thả. Bộ ba Đình Trọng, Duy Mạnh và Ngọc Hải luôn phòng ngự kỷ luật không bao giờ bỏ bài. Bên cạnh là Văn Hậu, Văn Thanh hay bảo vệ bóng 102. Văn Lâm làm chốt chặn sẽ khiến tiền đạo đối bạn trông gai. Hàng tiền vệ dù mất hùng dũng thì Diệp Bắc vẫn còn Tuấn Anh. Thêm tài năng Quang Hải sẽ lại khiến đối phương ám ảnh. Tiến Linh, Văn Đức luôn biết trừng phạt những hàng thủ mong manh. Kết hợp cùng Công Phượng hoàn tất một hàng công đẹp như trong tranh. Đấu trường này được dự báo sẽ rất ác liệt, nhưng cái mà ta có là một tinh thần chiến đấu bất diệt. Tuyển Việt Nam sẽ khiến đối phương chết khiếp, sau đó sẽ tạo nên một vòng loại thật sự khác biệt. Từ sao năm cánh cờ Việt Nam bay xa chặng đường trông gai phía trước, cùng niềm tin bao la, hòa cùng niềm vui chiến thắng. Nhà 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 vang khúc ca Việt Nam vô địch vòng loại World Cup châu Á. Đội tuyển Việt Nam chúng ta một niềm tin sắt đá, mọi khó khăn vượt qua, trái tim tự hào ngân nga. Việt Nam vô địch. Đầu tiên phải kể đến là chủ nhà UAE. Lực lượng chẳng có bao nhưng lại thích ra vẻ. Huấn luyện viên khen như thay áo rất là mông lung. Là hạt giống số 1 có vẻ như là không đúng. Kế đến, ô em chào bác Mã Lai, nghe nói bác rất muốn đòi nợ cả vốn cả lãi. Kém chúng em 2 điểm có vẻ bác khá khó nhai, nhưng quá khứ đã chỉ ra rằng bác chưa từng là trở ngại. Còn anh bạn Indo cũng đang rất quyết tâm trở lại, nhưng xin lỗi bạn không thể khiến Việt Nam sợ hãi. Vậy từ mấy năm nay cứ gặp là thở dài. Vậy thôi bạn đi nhớ, tôi xin 3 điểm ở lại. Thái Lan thôi không tính vì chúng ta đã trận quyết đấu, nhưng tình hình của họ thầy Park vẫn phải follow. Bảng đấu này chắc chắn vẫn sẽ rất gian nan. Nhưng tôi tin vào đội tuyển mà không một chút lời phàn nàn. Năm cánh cờ Việt Nam bay xa chặng đường trông gai phía trước, cùng niềm tin bao la, hòa cùng niềm vui chiến thắng. Nhà 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 vang khúc ca Việt Nam vô địch vòng loại World Cup châu Á. Đội tuyển Việt Nam chúng ta một niềm tin sắt đá, mọi khó khăn vượt qua, trái tim tự hào ngân nga. Việt Nam vô địch.